hết nhìn nổi, nghệ sĩ Vũ Lương vạch trần trò bẩn của Hồng Phượng trong buổi họp báo. Cho đến thời điểm này, những biến cố trong gia tộc nghệ sĩ Vũ Linh vẫn đang là điểm nóng trong dư luận. Khi mới đây, Hồng Phượng, cô cháu gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã có buổi họp báo nhằm trần tình, giải mật một số vấn đề mà cô ta cho rằng mình bị oan ức, bị vu khống, xúc phạm đến thân tàn ma dại, sự nghiệp tiêu tan. Sau hơn 2 tiếng họp báo, cái khán giả cần nghe thì không thấy mà chỉ thấy sự tẩy trắng, đổ lỗi cho Hồng Phượng là nhiều. Sự việc ngày càng đi xa khi cô ta lôi kéo hầu hết những người xung quanh vào sự việc để tẩy trắng cho những cái sai của mình. Hồng Phượng kéo cả nghệ sĩ Bình Tinh, Vũ Luân, Kim Nga và thậm chí là cả mẹ ruột của mình vào. Lúc này mới đúng là thân ai nấy lo nè. Nếu trong buổi họp báo hôm nay, Hồng Phượng sao kê chi tiết tiền đám tang, lý giải việc giữ tiền và cả việc mẹ con cô kiện chị Hồng Loan một cách rõ ràng và thuyết phục, nhận những lỗi sai về mình và xin lỗi một cách công khai, chân thành, thì có lẽ khán giả còn nghĩ lại mà cho cô ta một con đường để quay lại. Nhưng không, cái cách giải bày của Hồng Phượng đã đẩy cô ta vào bước đường cùng tuyệt vọng khi giờ đây sự động chạm của Phượng Rùi đến những người xung quanh là quá lớn. Đầu tiên, phải nói đến Bình Tinh, cô con gái nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Từ trước đến nay, nhắc đến Bình Tinh, khán giả luôn cảm nhận được một sự chân thành, hiếu kính và rất lịch sự, nhẹ nhàng của Bình Tinh đối với ba nuôi Vũ Linh cũng như khán giả. Mặc dù chỉ là con nuôi, nhưng cô đã tận tình chăm sóc, hỗ trợ cả vật chất cho ba mình trong mấy năm liền cậu bệnh. Thậm chí cô còn nói rằng sẽ đứng ra lo liệu mọi tang lễ cho cậu Năm nếu cậu ra đi và không nhận tiền vốn điếu. Nhưng mẹ con Hồng Phượng làm sao đồng ý được trong khi họ đang chờ một thời cơ thích hợp để thực hiện những toan tính của mình. Trong họp báo, Hồng Phượng có nhắc đến vấn đề BH Media và cô ta khẳng định rằng chuyện này đã hỏi ý kiến chị Bình Tinh, có sự đồng ý của chị nên cô ta mới lấy động lực ký hợp đồng với BH Media cho công ty truyền thông này độc quyền phát hành đám tang cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tuy nhiên, sau buổi họp báo, khi đồng loạt báo chí đưa tin nghệ sĩ Bình Tinh có dính dáng đến việc ký hợp đồng BH Media đã khiến chị tức giận tột độ và ngay lập tức cô đã đăng đàn yêu cầu Hồng Phượng giải thích rõ ràng sự việc này. Trong khi bản thân Bình Tinh không hề liên quan gì, bây giờ lại bị gọi tên trong lùm xùm này, chị giận vô cùng. Tuy nhiên, bài đăng sau đó được Bình Tinh gỡ xuống và kèm lời giải thích. Ba ơi, con luôn nghĩ đến ba, xóa status không phải vì sợ bất cứ điều gì. Con đã nhận được lời giải thích và con mong Hồng Phượng cùng các báo sẽ giúp con rõ ràng hơn khi con không dính dáng trong vấn đề BH. Con là team Vũ Linh, mãi mãi. Bình Tinh vẫn luôn là người nghĩ đến cố nghệ sĩ Vũ Linh. Chị đã không lên tiếng mà chỉ âm thầm bảo vệ Hồng Loan, mong muốn mọi việc sẽ qua nhanh để ba cô được yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Vì sau những biến cố trong gia tộc, chắc chắn cậu Năm không thể nào yên lòng được. Khác với Bình Tinh, nghệ sĩ Vũ Luân lại có động thái trái ngược lại. Ngay từ đầu khi mọi việc bắt đầu manh mún, anh đã có lời khuyên dành cho Hồng Phượng và mong cô không lún sâu vào vì gia đình và sự nghiệp. Đúng như lời Vũ Luân đã cảnh báo, giờ đây Hồng Phượng còn đúng cái nịch mà tất cả đều do cô ta tự chuốc lấy mà thôi. Trong họp báo, Hồng Phượng nhắc thẳng tên anh hai Vũ Luân với thái độ cực gắt, đó là vạch mặt luôn chứ không ngần ngại gì nữa. Vẫn là nhấn mạnh vào việc ký hợp đồng với BH Media. Chưa bàn đến những thứ khác, riêng việc Hồng Phượng im lặng suốt 2 tháng liền trong khi cô nhạc sĩ Việt Kiều Văn Tiên đăng đàn chửi bới và tố cáo Vũ Luân tự ý ký hợp đồng với BH Media để thu lợi cho mình đã cho thấy bộ mặt của cô ta là như thế nào. Nếu trong bài post đầu tiên của cô Văn Tiên gọi thẳng tên Vũ Luân mà Hồng Phượng lên tiếng ngay thì thiết nghĩ đã không có nhiều việc đáng tiếc xảy ra đến vậy. Vũ Luân được biết đến là con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh, anh cũng là một nghệ sĩ và có kênh YouTube riêng. Vì vậy, việc quay và phát trực tiếp đám tang của ba mình là chuyện hết sức bình thường. Lúc này, hiệu ứng từ khán giả rất mạnh, kênh nào có uy tín và họ yêu thích thì họ sẽ xem. Chủ yếu là theo dõi được toàn cảnh đám tang của một người nghệ sĩ tài danh Vũ Linh, chứ ai đâu nghĩ đến chuyện lợi nhuận. Sau đám tang, kênh YouTube của Vũ Luân từ 50.000 sub tăng lên 100.000 sub rất nhanh chóng, và điều đó lại tạo ra sự dòm ngó cho rất nhiều người. Sau khi đám tang cố nghệ sĩ Vũ Linh qua đi, anh có mời gia đình Hồng Phượng đi ăn, mong muốn nhắc nhở cô chuyện kêu gọi quyên góp từ thiện để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng một đời gầy dựng của ba. Tuy nhiên, trong bữa ăn, cô ta lại chú ý đến mục đích thực sự của Vũ Luân là gì. Và như lời giải thích trong buổi họp báo là cô Hồng Phượng này lại chú trọng đến lợi nhuận của kênh YouTube Vũ Luân sau đám tang cậu Năm Vũ Linh. Dù Hồng Phượng không gọi thẳng tên Vũ Luân ký hợp đồng với BH Media, nhưng cô ta ám chỉ rằng chính Vũ Luân đã thu được lợi nhuận không nhỏ từ đám tang của cậu mình.
Sau buổi họp báo, Vũ Luân chỉ đăng đàn một từ, nhạc, nhưng lại ẩn ý rất nhiều điều. Theo đó, Vũ Luân tuyên bố sẽ chính thức chơi tất tay với Hồng Phượng đến cùng. Ở đây không còn là việc bảo vệ Hồng Loan nữa, mà anh chính thức cùng Hồng Loan bước vào cuộc chiến này. Riêng Hồng Loan chỉ tuyên bố vỏng vẹn 5 chữ, sao kê rõ là được, cũng đủ thấy sự quyết tâm của chị trong toàn bộ sự việc này. Hơn 2 tiếng họp báo mà cái chính Hồng Phượng lại không làm được, sao kê thì trình bày bằng Excel và một số viết tay, chỉ dùng tiền mặt trực tiếp, không chuyển khoản nên không thể sao kê bằng dấu đỏ ngân hàng được. Nhiều khoản thu chi bất hợp lý mà cô ta cũng có thể ghi ra được, thế nhưng làm sao qua mặt được cộng đồng mạng. Riêng khoản tiền cái hòm 220 triệu và tiền thầy cúng 133 triệu là cần nói rõ nha, chứ ghi không kiểu đó Hồng Loan mà kiện là ăn cơm tù cũng không ít ngày đâu. Nói tới nói lui, Hồng Phượng cũng đổ lỗi cho Hồng Loan cạn tàu ráo máng, đuổi mẹ già 60 tuổi, con thơ 5 tuổi ra khỏi nhà, bây giờ không nơi nương tựa, không chỗ ở, nay đây mai đó. Thật nực cười, cô có chồng có sự nghiệp hẳn hoi, mà lý do gì cô có thể nói điều đó trước bàn dân thiên hạ như vậy? Cô không giữ mặt mũi cho mình thì cũng giữ thể diện cho chồng mình chứ. Chồng cô cũng là một ca sĩ, diễn viên mà không lo nổi cho vợ mình, con mình chỗ ở, phải đi sống nhờ sống bám như vậy sao? Chẳng lẽ thời gian qua đi hát, đi diễn, cô không để dành cho mình một đồng xu cắt bạc nào để mua nổi căn nhà, thậm chí là thuê một nhà trọ để che nắng che mưa mà chỉ chăm chăm nhìn vào tài sản của cậu mình? Chưa cậu mất rồi hưởng tài sản, đó là thương cậu hả? Cô đổ thừa vì Hồng Loan đuổi Kim Nga, đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà nên cô xấu tức giận, làm đơn kiện Hồng Loan buộc phải chia tài sản cho mẹ con cô. Nói đi nói lại cũng chỉ vì tài sản, vì tiền thôi đúng không? Chứ những cái cần nói thì cô đã nói được đâu. Cả những trang sức mà cậu mang cô cũng nói rằng không biết, rồi chỉ cho Kim Nga bỏ vào áo khoác chôn theo cậu. Ngoài không biết rồi còn đổ lỗi cho người này người kia thì cô biết điều gì, cô thử trình bày cho khán giả nghe thử. Chứ sau buổi họp báo, cộng đồng mạng lại quay cuồng với làn sóng tẩy chay cô càng dữ dội hơn nữa đó Hồng Phượng à. Trong một bài báo, Hồng Phượng đã trình bày thế này: Hồng Loan cạn tàu ráo máng, tôi và mẹ dường như người vô gia cư. Thời gian qua, Hồng Phượng stress vì bị hủy nhiều show, cô cũng không dám nhận lời đi diễn vì lo sợ sẽ bị tấn công bởi những người quá khích. Nữ ca sĩ nói lý do muốn tổ chức buổi gặp mặt này không phải là muốn thanh minh mà chỉ muốn giải bày hết nỗi lòng để không bị mang tiếng oan khi người cậu của mình mới qua đời chưa lâu. Gia đình tôi đã phải chịu quá nhiều áp lực từ dư luận, nhiều tin đồn vu khống một cách vô căn cứ. Tất cả sự việc này không chỉ gây ảnh hưởng tới cuộc sống, công việc mà còn khiến cho tinh thần của tôi ngày nào cũng căng thẳng, cô nói. Tất cả mọi chi tiêu từ đám tang, Hồng Loan đều biết. Hồng Phượng tâm sự cô cảm thấy đau lòng khi phải ngồi đây minh bạch từng số tiền phúng điếu, thu chi trong đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Theo Hồng Phượng, tổng số tiền thu là hơn 1 tỷ đồng, trong đó tiền phúng điếu là hơn 576 triệu đồng, tiền nhận sau đám tang trước 49 ngày là 149 triệu 740 nghìn đồng và tiền nhận xây mộ là 277 triệu 400 nghìn đồng. Trong đó, số tiền chi trong đám tang là 610 triệu 950 nghìn đồng. Số tiền chi sau đám tang trước 49 ngày là 81 triệu 950 nghìn đồng và chi phí xây mộ là 325 triệu đồng. Cháu gái Vũ Linh khẳng định mọi thu chi trong đám tang đều được cô thông báo với gia đình và Hồng Loan trước đó. Tôi khẳng định tất cả tiền được chi bao nhiêu mọi người đều biết hết. Trong ngày thức thứ 3 của cậu, mọi người trong gia đình quyết định vào phòng để mở tủ cậu kiểm tra. Chúng tôi tìm được một hộp đựng, trong đó có 4.100 đô la, số tiền này tất cả mọi người đều thấy. Sau đó có một nghệ sĩ gửi thêm 100 đô, nên cộng thành 4.200 đô la, số tiền này được dồn vào tiền phúng điếu để lo cho cậu sau này, cô nói. Hồng Phượng cho biết không đưa Hồng Loan giữ số tiền này vì thời điểm đó cô vẫn ở nhà chồng. Chính Hồng Loan cũng thống nhất cho mẹ Hồng Phượng giữ số tiền này vì còn phải chi tiêu nhiều khoản. Hồng Phượng nói trước đây mọi việc trong nhà đều do nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quyết định vì là người lớn nhất trong gia đình. Vì vậy khi ông mất, mẹ cô là người lo cũng là điều hợp lý. Trước đó trong đám tang, cả gia đình cũng thống nhất để mẹ cô quyết định tất cả. Việc trong tủ có 13.000 USD là do Loan nói, tôi hoàn toàn không biết chuyện đó. Việc Loan lấy tiền ra sửa xe, lo chi phí tôi cũng không biết. Nếu Loan không nói, tôi và gia đình không biết có 13.000 USD. Tôi vẫn nhớ có một lần mẹ tôi đưa cho Hồng Loan xem cuốn sổ thu chi. Tuy nhiên, lúc đó Hồng Loan là người có xem và nói rằng không có hiểu gì hết. Tôi nghĩ do không hiểu nên Loan mới nói là không biết, cô khẳng định. Ngoài ra, Hồng Phượng cũng bác bỏ tin đồn mới mua xe sang 800 triệu đồng như nhiều thông tin đang lan truyền. Vũ Luân từng cặn tôi vì kênh YouTube tăng trưởng quá mạnh sau đám tang.
Vì việc hợp đồng với BH Media làm truyền thông cho đám tang, Hồng Phượng đau lòng trước những thông tin cho rằng cô ký hợp đồng để ăn trên xác cậu ruột. Cô cho biết cô đã hai lần từ chối vì muốn giữ sự riêng tư cho cậu. Tuy nhiên, khi được thuyết phục rằng nhiều khán giả, thậm chí ở nước ngoài mong mỏi được xem những hình ảnh cuối đời của cậu một cách chỉnh chu, cô đồng ý. Hồng Phượng cho biết việc này cô đã bàn với Bình Tinh và chị Nga, người chăm sóc cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh suốt 10 năm qua trước khi đặt bút ký kết. Nữ ca sĩ cho biết không trao đổi với Hồng Loan vì nghĩ đơn giản cô không làm nghệ thuật nên cũng không có nhiều kinh nghiệm. Nữ ca sĩ tiết lộ khi ký kết hợp đồng, cô hoàn toàn không biết việc những đoạn video đó cũng được phát truyền tiếp trên kênh YouTube của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Thời điểm đó, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân thậm chí còn nói cảm ơn ba phù hộ vì nhận được lượng tương tác lớn trên kênh. Hồng Phượng kể, ngày 24 tháng 3, anh Vũ Luân hẹn gia đình tôi đi ăn. Anh nói lý do vì trong đám tang chưa tâm sự được nhiều. Tuy nhiên, khi gặp, anh vui mừng kể kênh YouTube của mình tăng tương tác rất lớn. Tôi hỏi có kiếm được nhiều tiền không thì anh trả lời cũng được em. Lúc này tôi nói coi như cậu phù hộ cho anh, như vậy là quá tốt rồi. Sau đó mọi thứ diễn ra bình thường. Tới ngày 4 tháng 4, anh Luân có nhắn tin với tôi khá gay gắt và muốn tôi lên tiếng đính chính. Thời điểm đó, anh bị soạn giả Vân Tiên cùng một số người đăng bài nói về việc kinh doanh ở đám tang cậu. Tuy nhiên, tôi có nói đó là việc của anh và phía BH Media, tôi hoàn toàn không liên quan. Khi ký kết hợp đồng với BH Media, tôi không hề biết sẽ được truyền tiếp trên kênh YouTube của anh Luân. Hồng Phượng cũng cho biết, kênh YouTube của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân được lập ra suốt 3 năm, nhưng chỉ hơn 40.000 người theo dõi. Tuy nhiên, sau đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, anh đã nhận được nút bạc vì số người theo dõi đã hơn 114.000 người. Việc này không hề đem thiệt hại gì cho anh Luân, tuy nhiên giờ anh ấy lại nói do tôi. Nếu không do tôi ký, thì anh ấy có được như thế này không? Hồng Phượng nói thêm. Hồng Loan yêu cầu mẹ con tôi phải ra khỏi nhà chỉ trong 3 ngày. Nói về ồn ào tranh giành tài sản, Hồng Phượng khẳng định cô không đứng ra kiện mà chỉ là người liên quan. Cô cho biết vụ việc này sẽ do pháp luật xử lý. Hồng Phượng cho biết cô từng nói với mẹ, nghệ sĩ Hồng Nhung rằng vụ này hai mẹ con không có điểm nào để thắng kiện. Hồng Phượng cũng từng khuyên mẹ rút đơn kiện nhưng không đồng ý. Cô nói mẹ mình vẫn nhất quyết với vụ kiện này vì tức nước vỡ bờ khi nhiều bức xúc mâu thuẫn khó giải quyết trước đó. Cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh kể, thời gian qua Hồng Loan sang tên hết tài sản sang tên mình. Sau 49 ngày của cậu, Hồng Loan yêu cầu mẹ con tôi ra khỏi nhà nên đã tạo nên bức xúc lần đầu. Vì vậy nên hai mẹ con không có đồng ý. Khi còn sống, chính cậu là người đã đưa hai mẹ con tôi về. Nhưng khi cậu mất được vài tháng, chúng tôi đã bị đuổi khỏi nhà không lý do. Trước đó, chị Nga cũng đã bị Hồng Loan yêu cầu ra khỏi nhà, dù trước đây đã thống nhất sẽ để chị ấy ở đây lo liệu cho bàn thờ của cậu. Sau đó, sự việc trở nên lùm xùm trên mạng, Loan lại một lần nữa kêu công an phường nói gia đình tôi gây rối trật tự. Khi đó, Hồng Loan yêu cầu mẹ con tôi phải ra khỏi nhà trong vòng 3 ngày. 3 ngày sau, Hồng Loan đổi ổ khóa bên ngoài nên hai mẹ con tôi không thể nào vào trong nhà. Ngày 29 tháng 5, Hồng Loan chốt cửa bên trong. Khi theo dõi camera, tôi thấy Hồng Loan tự ý vào phòng thu gom đồ đạc của tôi vứt xuống. Mọi mâu thuẫn lại trở nên căng thẳng. Hiện tại, mẹ con tôi như người vô gia cư khi không có đồ đạc, không có nhà để ở. Tôi có mẹ già và con nhỏ nên cũng không có đủ điều kiện để ra ngoài. Thời gian tới, tôi sẽ làm đơn kêu cứu. Hồng Phượng cho biết sau khi bị đuổi khỏi nhà, mẹ con cô hiện phải ở nhờ nhà bạn bè, có hôm thì phải thuê khách sạn để tá túc qua ngày. Cô thổ lộ, đúng như Hồng Loan nói, nếu không có tiếng nói chung thì khó có thể sống chung. Tuy nhiên, Hồng Loan có thể yêu cầu mẹ con cô ra khỏi nhà một cách đàng hoàng để tìm một ngôi nhà trong 2-3 ngày là điều không thể. Đã là gia đình với nhau, dù mâu thuẫn xảy ra thì hãy nên nghĩ lại đã từng gắn bó với nhau như thế nào. Có bao giờ Hồng Loan cảm thấy chạnh lòng khi con gái tôi, mẹ tôi đã lớn tuổi giờ phải ra ngoài sống, tại sao lại hành xử một cách cặn tàu ráo máng như vậy? Hiện tại chính bản thân tôi cũng không biết được rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu, tất cả đều phụ thuộc vào lòng người, nếu muốn hãy tạo cơ hội ngồi lại với nhau. Tuy nhiên, tôi nghĩ rất khó để có thể quay trở lại được như trước. Nếu có một điều ước, tôi chỉ mong được trở lại lúc cậu còn sống, cô nói thêm. Hé lộ chỗ ở của mẹ con Hồng Phượng đập tan lời nói dối vô gia cư của cô ta tại buổi họp báo. Thật bất ngờ, đúng là không gì có thể qua mặt được cộng đồng mạng. Khi mà Hồng Phượng càng cố gắng bào chữa thì càng lòi ra cái sai và những lời nói dối trắng trợn của mình. Kết thúc buổi họp báo thì cô ta nói sẽ gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng vì hiện tại cô và gia đình đang ở trong cảnh vô gia cư. Mẹ già 60 tuổi, con thơ 5 tuổi, và người chồng 40 tuổi nhưng bất tài vô dụng.
Để làm rõ vấn đề thế nào là vô gia cư, như lời của Hồng Phượng nói, thì mới đây một khán giả đã tung ra bằng chứng. Hiện tại cả gia đình Hồng Phượng đang ở trong một căn nhà khang trang, rộng rãi và đầy đủ, chứ làm gì có chuyện vô gia cư, như lời cô ta nói tại buổi họp báo. Được biết đây là căn nhà mà cố nghệ sĩ Vũ Linh đã mua cho Kim Nga lúc sinh thời. Sau khi dọn ra khỏi nhà thì Kim Nga về đây sống và thờ nghệ sĩ Vũ Linh trên chính chiếc bàn mà cô ta đã đòi lúc ra đi. Nhưng nói gì thì nói, số tiền mà BH Media đã công khai thì 89 triệu cộng với doanh thu của tháng 4, tháng 5 cũng nên đưa lại cho Hồng Loan lo chuyện thờ cúng nghệ sĩ Vũ Linh. Chứ nói đã rồi mà vẫn giữ riêng là không được đó nghen. Đứng trước nghi vấn bị chồng bỏ mặc thì Phượng Duồi đã thẳng tay triệt hạ danh dự của mẹ mình. Sau màn tâm sự bằng video trần tình của mình thì mới đây Phượng Duồi đã chính thức mở họp báo. Nhưng đáng tiếc thay, đây không phải là một buổi họp báo như mọi người mong đợi, vì đây chỉ là một màn tẩy trắng nhưng lại quên mang theo nước tẩy. Một buổi họp báo hoàn toàn sơ sài, không được chuẩn bị chỉn chu. Nếu nói đây là một buổi họp báo đối phó truyền thông thì cũng hoàn toàn đúng đắn thôi. Nhưng liệu truyền thông có dễ bị qua mặt như vậy hay không? Phượng Duồi khó lắm nha bạn trẻ. Đi hát thì bạn có thể hát nhép, hát đè, vân vân. Chứ còn họp báo thì đừng có nghĩ là mấy cái trò mèo như thế là đủ. Sau khi cố nghệ sĩ Vũ Linh qua đời thì cái kim bài miễn phong sát của bạn cũng đã không còn nữa. Giờ thì chờ ngày, phong sát thật sự đi Phượng. Thưa quý vị, tại buổi họp báo này thì Phượng Duồi đã tỏ ra vô cùng lạc lõng và không trốn nương tựa, khiến cho khán giả vô tình đặt nghi vấn là chồng cô ta đâu, sao không còn bên cạnh cô ta nữa, có phải là hai vợ chồng đang có vấn đề gì hay không. Bên cạnh đó thì cô ta còn có một màn triệt hạ danh dự vô cùng đau đớn. Và một phát ăn ngay luôn quý vị, nạn nhân chính là bà Sáu Bào mẹ của cô ta. Vậy thực hư ra sao, chồng cô ta đâu, cả hai mẹ con có phải đã rơi vào tình huống tan đàn xẻ nghé hay không? Tại buổi họp báo thì Phượng Duồi đã cung cấp khá nhiều thông tin, nhưng đại đa số các vấn đề thì đều là những thông tin hoặc những bằng chứng không mấy rõ ràng. Ví dụ trong chuyện Thu Chi, Phượng Duồi nói là không hiểu sao làm công khai những việc này, những gia đình khác không có làm. Xin lỗi, suy nghĩ này của Phượng Duồi là sai rồi, hoàn toàn sai rồi Phượng Duồi à. Chúng tôi là người ngoài, có thể không được quyền biết chuyện này, nhưng Hồng Loan và những người thân khác, dù gì thì cũng là người trong gia đình, họ phải được biết, biết để xem có gì mờ ám trong đó hay không. Tối thiểu nhất thì còn biết được ai đã phúng điếu những gì, phúng điếu bao nhiêu, để sau này còn trả ơn, cảm ơn người ta nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi mà phía của Phượng Duồi cũng không dám làm. Trước đó đối với hành vi này của Phượng Duồi thì chúng ta chỉ dùng từ là chưa sao kê. Nhưng sau buổi họp báo này thì chúng ta có thể khẳng định rằng cô ta không dám sao kê quý vị ạ. Chỉ vì cái chuyện không minh bạch đó mới để cho mọi chuyện đi xa như thế. Đó cũng là do cô ta tự làm nên cô ta phải tự chịu mà thôi. Trong tình huống này, người đời hay nói đùa, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Tại buổi họp báo thì Phượng Duồi đã đưa ra một bảng tính thống kê được tạo lập bằng phần mềm Excel thể hiện sự thu chi nhưng lại không ghi rõ khoản nào, cụ thể ra sao, chi như thế nào, chỉ ghi là tiền Việt. Còn tiền quyên góp thì cũng không thấy đề cập tới, nó rất là mờ ám, nó cứ mờ mờ mãi thôi. Mọi thứ thì đều không rõ ràng gì cả, tiền mua quan tài cũng không được rõ ràng, bởi trước đó có thông tin cái quan tài đã được một khán giả hỗ trợ miễn phí. Những gì thể hiện tại buổi họp báo thì được Phượng Duồi gọi là minh bạch, nhưng chỉ minh bạch theo ý của cô ta mà thôi, mọi thứ thì vẫn còn khá mù mờ đối với khán giả, nhất là đối với Hồng Loan. Có hai vấn đề cần phải làm rõ. Một là chồng cô ta đâu, tại sao lại để cô ta ấm ức một thân một mình, gánh chịu tất cả những drama vừa qua, đến nỗi mà cô ta phải thốt lên rằng cô ta đang vô gia cư. Vậy một người chồng không đủ khả năng để lo việc nhà cửa cho vợ mình hay sao, mà lại để vợ, mẹ vợ và con của mình rơi vào tình cảnh vô gia cư. Thứ hai là sự bất hiếu, vô ơn của Phượng Duồi dành cho bà Sáu Bào. Thực sự là không thể ngờ Phượng Duồi lại triệt hạ thẳng tay danh dự của mẹ mình như thế ngay tại buổi họp báo. Về vụ kiện thì Phượng Duồi đã nói mình không phải là người kiện, đổ hết trách nhiệm cho mẹ cô ta. Phượng Duồi chia sẻ là từ đầu đã có thể tìm hiểu luật rồi biết là không thắng được nên đã khuyên bà Sáu Bào, nhưng bà Sáu thì không có nghe. Nhắc đến bản di chúc miệng thì cô ta cũng tỏ vẻ không quan tâm lắm, khiến cho khán giả một lần nữa tin rằng bản di chúc miệng này là không có thật hoặc không có giá trị pháp luật. Đúng là tội nghiệp bà Sáu, đẻ ra một đứa con tốt quá chừng, nó đổ hết mọi chuyện lên đầu của bà ta luôn. Cứ như là táng một cái bóp thiệt mạnh vào danh dự của mình. Bên cạnh đó thì cô ta cũng nói cô ta hiểu rõ vấn đề con ruột con nuôi, nó không còn quan trọng. Quan trọng đó là Hồng Loan đã có giấy khai sinh, cô ta hoàn toàn biết điều đó. Nói như vậy thì chẳng khác nào lại tiếp tục táp vô mặt của mẹ mình một cái bóp nữa hay sao? Hai mẹ con lúc nào cũng có nhau, mỗi khi có drama đều xuất hiện cùng với nhau. Nhưng khi lên đính chính thì cô ta lại thật lạnh lùng, đổ hết tội lỗi lên đầu của mẹ mình.
giống như cái vụ mẹ con cô ta và Hồng Loan bất đồng tiếng nói trong nhà, dẫn đến việc bị đuổi ra khỏi nhà. Mọi thứ là do bà Sáu bảo cả, chứ cô ta đã từ rất lâu rồi, không có nói chuyện với Hồng Loan, mọi thứ đều do bà Sáu hết, nên cô ta mới bị vạ lây và bị đuổi ra khỏi nhà chung với mẹ mình luôn. Thực đáng thương cho bà Sáu, dù không xuất hiện tại họp báo, nhưng lại bị triệt hạ thẳng tay, phải nói là bị hạ đao ván bởi chính cô con gái của mình. Mang nặng đẻ đau tới lúc nó lớn, tốn công tranh giành tài sản cho nó, cuối cùng nó quay lại táng cho mẹ một cái bốp, không kịp định hình luôn, tan nát cả danh dự. Không biết sau buổi họp báo này thì tình cảm mẹ con của bà ta có còn được như trước hay không. Bên cạnh những chia sẻ đầy thú vị về vụ kiện với bản di chúc miệng mập mờ kia, thì Phượng Ruồi lại bất ngờ tuyên bố một điều cũng đầy kịch tính. Cô ta sẽ gửi đơn kêu gọi đến các cơ quan chức năng với hy vọng sẽ giúp đỡ và giải quyết nơi ăn trốn ở, muốn được tiếp tục ở lại căn nhà từ đường đó. Thú vị thay là cô ta lại lấy mẹ mình ra để làm lý do, mặc dù mới triệt hạ mẹ mình xong. Cô ta nói rằng mình có mẹ già và con thơ, bây giờ còn vô gia cư nữa thì tội nghiệp quá. Trách Hồng Loan, tại sao lại không thương? Không nghĩ tới Ruby sao? Ủa tự nhiên mang Ruby ra đây, cãi không lại thì đem con trẻ ra hay gì? Thật sự ai cũng thương Ruby cả, nhưng nếu vì Ruby mà để hai mẹ con cô ta ở lại, thì ai sẽ suy nghĩ cho con của Hồng Loan? Thưa quý vị, sau khi nghe về câu chuyện Phượng Ruồi sẽ gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng, thì không biết là quý vị có cảm nhận giống như chúng tôi hay không? Đó là ở đây có một điều kỳ lạ, chồng cô ta ở đâu, sao tự nhiên cô ta lại ăn nói xả lơ như vậy? Chồng cô ta cũng là diễn viên ca sĩ gì cơ mà, không lẽ không có tiền lo được cho vợ, mẹ vợ và con của mình hay sao? Mà một người chồng lại bất lực như thế? Hay là tình cảm vợ chồng có vấn đề rồi nên không còn chăn ấm đẹp êm, giờ cô ta phải tự mình lo tất cả? Lạ lùng quá phải không quý vị? Từ lúc ồn ào drama nổ ra cho tới tận bây giờ, thực sự là rất ít thấy khi chồng cô ta xuất hiện. Lúc này thì một người phụ nữ cần nhất là một bờ vai của người chồng để tựa vào, mà chồng cô ta thì lại liên tục mất tích, khiến khán giả nghi vấn. Vợ chồng cô ta đang có vấn đề hay sao mà không còn xuất hiện chung nữa? Vì trong họp báo thì cô ta vừa mới hỏi, cô ta còn mẹ già và con thơ, không nghe nhắc gì tới chồng cả, lạ ha. Không biết đây là một cái cớ được tạo ra hay là sự thật chồng cô ta đã bỏ mặc cô ta rồi. Thật sự những chuyện xoay quanh Phượng Ruồi thì nó cứ mập mờ và ảo ảo như thế nào. Tại buổi họp báo thì cô ta đã ấm ức nói rằng muốn được đổi bằng một hình thức khác, không thích bị đuổi như vậy. Ủa là sao? Rồi tâm lý và nhận thức bị gì? Muốn đuổi là đuổi, đàng hoàng là đàng hoàng như thế nào? Phải được trải thảm đỏ mở họp báo, công khai hay là muốn Hồng Loan mời đội lân sư rồng? Chống kèn inh ỏi đến chúc mừng giây phút đó. Mẹ con cô ta bị tống cổ ra đường hay sao? Sao mà cứ ăn nói xả lơ tại họp báo hoài vậy ta ơi? Về cái vấn đề nơi ăn trốn ở, để khán giả nhắc lại cho mà nghe. Từ đầu Hồng Loan đã nói sẽ bán đất rồi mua nhà cho mẹ con các người, nhưng các người lại không chịu nên mới bị đuổi đó thôi. Đúng nhận sai cãi cái xem, thiệt tình là không biết Phượng Ruồi có thực sự ổn định về tâm lý hay không, chứ trong họp báo cô ta có cái cách nói chuyện quá là kỳ lạ, không đầu không đuôi và vô cùng không kết nối. Có thể bốn lý do sau đây chính là nguyên nhân dẫn đến những chuyện khó hiểu tại buổi họp báo vừa rồi. Họp báo gấp là điều thứ nhất, phải căn tâm lý ra để tẩy trắng những nhơ nhuốc của mình là điều thứ hai. Phải suy nghĩ ra những kịch bản tốt thật là tốt, nên đôi khi không đúng với sự thật là điều thứ ba. Áp lực từ khán giả cứ yêu cầu sao kê là điều thứ tư. Với bốn lý do trên thì có thể đã khiến cô ta có những dấu hiệu bất ổn như thế thì cũng hợp lý.